bộ 15 triệu chúng ta cũng bảo là nghe hay, có những bộ 100 triệu cũng bảo là nghe hay, vài tỷ cũng là nghe hay, thì cái tiêu chuẩn chung của nghe hay đó là gì, và cái những cái tiêu chí nào theo anh nhá, là những cái tiêu chí nào để có được một bộ hát, một bộ nghe nhạc phát ra âm thanh hay? Ngày xưa thì đa phần các bác sử dụng thiết bị âm thanh xử lý là analog, ví dụ như âm ly đi, các bác muốn chỉnh thì các bác ra các bác vặn phát là xong, hoặc là lọc xì đi đấy. Nhưng bây giờ thì sao, đa phần là các bác dùng vang số này, mixer dùng mixer số này, nên là nếu như mà để khai thác được tối đa cái bộ dàn đó thì phải cần những người mà, nếu như những bên nào quán ăn nào mà họ chặt chém này, họ bán đồ không an toàn thực phẩm này, thì là những người đó chỉ ăn một lần thôi là đi luôn. Còn những cái quán nào ấy đồ ăn vừa ngon giá hợp lý sao ạ, có lần một, có lần hai, có lần n, thì tương tự đồ âm thanh cũng như vậy. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Hôm nay sẽ nói về một chủ đề mà em nghĩ là rất nhiều bác ở đây gặp phải, và đây cũng là câu hỏi của rất nhiều bác đã nhắn tin, đã gọi điện để hỏi em, đó là gì ạ? Tại sao anh đến những cái chỗ bán đồ âm thanh, anh nghe nó rất là hay, nhưng mà khi mà anh đã mua bộ đó rồi, anh về mang về nhà anh thì sao ạ? Nghe nó lại không được hay bằng ở cái chỗ mà anh đã nghe. Thì câu hỏi là liệu rằng những cái bên bán đồ âm thanh đó họ có đổi các đồ không, và tại sao là cùng một bộ thiết bị vẫn là vang, mic, đẩy, loa mà nghe ở chỗ họ lại hay hơn nghe ở nhà anh đấy. Thì anh Dũng cũng là một người bán hàng, thì theo anh là anh đã gặp phải được cái tình trạng này, hoặc là đã có bác nào hỏi anh chưa? Rồi, nói chung là cũng rất nhiều bác cũng đã từng hỏi và cũng đã từng gửi câu hỏi đến mình và cũng nhờ mình tư vấn. Vậy thì hôm nay em cùng anh sẽ cùng chia sẻ đến các bác về chủ đề này. Thì ở đầu với câu hỏi chương trình này sẽ có một câu là nghe hay, đúng không? Vậy thì để nói hay thì nó rất là bao la rộng lớn. Có những bộ 15 triệu chúng ta cũng bảo là nghe hay, có những bộ 100 triệu cũng bảo là nghe hay, vài tỷ cũng là nghe hay. Thì cái tiêu chuẩn chung của nghe hay đó là gì, và cái những cái tiêu chí nào theo anh nhá, là những cái tiêu chí nào để có được một bộ hát, một bộ nghe nhạc phát ra âm thanh hay? Thì nó có những tiêu chí sau mà theo những kinh nghiệm thời gian của mình từng làm trong nghề. Thì đầu tiên nó là yếu tố đầu tiên, nó là thiết bị. Thứ hai nó là không gian. Thứ ba nữa là nguồn phát. Và thứ tư nữa là khả năng phối ghép cũng như căn chỉnh setup của người kỹ thuật cũng như người tư vấn bán hàng cho mọi người, cho các bác. Rồi, như vậy là tổng hợp lại là nó sẽ có 4 tiêu chí, đúng không? Đầu tiên đó là gì? Đầu tiên đó là thiết bị này. Người ta bảo là có bột thì mới có lên hồ, đúng không? Đúng. Thứ hai là gì ạ? Đó là thứ hai đó là không gian. Rồi, thứ ba đó là cái xuồng nhạc, đúng không? Nguồn phát. Nếu như các bác có một bộ dàn 3 tỷ nhưng các bác phát những cái bản nhạc kém chất lượng thì sao? Nghe cũng không thể hay được, đúng không? Và thứ tư đó gì ạ? Đó là cái kỹ thuật và cái phối ghép của những người căn chỉnh. Và ngay bây giờ thì sẽ chia sẻ đến các bác cụ thể hơn về 4 cái tiêu chí trên. Đầu tiên đó là về thiết bị đi. Thì theo anh Dũng thì làm sao để lựa chọn được những thiết bị tốt? Thực ra là nó phụ thuộc vào kinh tế và cũng điều kiện kinh tế của từng các bác. Đó. Thì đối với những các bác mới chơi thì đôi khi có những bộ khoảng 15-20 triệu là đã cảm thấy hay và thấy ok rồi. Đó. Và khi các bác càng sử dụng thì thứ nhất là cái chất lượng, tức là cái tai của bác càng nâng cấp, thì có khi là nếu như bộ 5-60 triệu mới gọi là vừa tai được các bác. Đúng đó. Đấy là lý do vì sao mà các bác nâng cấp đồ liên tục đấy ạ. Đấy là một ý nhá. Còn theo em như này, là nếu như mà các bác lựa chọn mà muốn đồ tốt ấy, thì một là các bác lựa chọn những sản phẩm nào được nhiều người đã sử dụng rồi. Và cái thứ hai là lựa chọn những bên bán hàng nào uy tín. Bản thân anh em mình là một người rất hay đi tỉnh, đúng không? Thì nếu như mà đi tỉnh mà kinh nghiệm mà cái chọn quán ăn của anh là gì? Tất nhiên là cái những nơi nào mà nhiều người vào ăn và đông xe thì đấy, cứ nhiều người vào ăn, nhiều người sử dụng dịch vụ là nó sẽ ăn tốt rồi, đúng không? Nếu như những bên nào, quán ăn nào mà họ chặt chém này, họ bán đồ không an toàn thực phẩm này, thì là những người đó chỉ ăn một lần thôi là đi luôn. Còn những cái quán nào ấy đồ ăn vừa ngon giá hợp lý thì sao ạ, có lần một, có lần hai, có lần n, thì tương tự đồ âm thanh cũng như vậy. Nếu như mà những cái đồ hãng nào ấy họ tốt, được nhiều bác sử dụng, đúng không ạ, đánh giá tích cực, thì không chỉ là nhà mình dùng đâu, giới thiệu cho anh em này, bạn bè, hàng xóm, gia đình, đúng không? Và những cái bên nào cũng vậy, bán đồ uy tín rồi thì các bác yên tâm là những sản phẩm khác họ cũng uy tín mà thôi. Đấy, đó là cái đầu tiên để các bác lựa chọn thiết bị. Còn để mà nói cụ thể hơn mà bảo là những cái bộ 15 triệu, 30 triệu, 80 triệu mà lựa chọn bộ nào cho hợp lý thì rất là khó. Đấy, nên là chỉ biết là chia sẻ với các bác như vậy thôi. Nó cũng tùy theo điều kiện kinh tế. Đó là khi mà chúng ta đi lựa chọn thiết bị, thứ nhất là
lựa chọn những đơn vị uy tín và những cái thiết bị mà nó phổ biến được nhiều người tin dùng. Rồi, đầu tiên đó là cái thiết bị đúng không? Yếu tố thứ hai đó là cái yếu tố mà không gian. Đây là yếu tố rất là quan trọng. Nếu như mà các bác mang cái bộ âm thanh kìa tiền tỷ mà vào những không gian mà nó không phù hợp thì nghe nó vẫn không thể nào đạt được cái hiệu quả của bộ sản phẩm mang lại được. Đấy. Thì theo anh là với không gian ở đây nó nói về không gian gia đình đi. Còn ngoài trời là mảng sự kiện rồi không nói nhá. Thì yếu tố nào ở không gian ở gia đình ấy, nó làm cho cái âm thanh chúng ta không được hay? Thường thường thì những không gian gia đình, những bộ âm thanh mà hay đeo kê ở phòng khách có gặp cầu thang chẳng hạn, thì những yếu tố hoặc là tường trơn, là sàn đá hoa đấy, thì là cái những cái không gian đó thì cái âm thanh nó bị phản xạ rất nhiều đó. Và khi chúng ta bộ âm thanh chúng ta lắp vào đó thì thường nó sẽ rất bị rối tiếng hoặc là bị vang vọng rất nhiều đó. Như vì như mọi người có thể thấy cái kinh nghiệm như là trước có những cái clip bọn em chia sẻ về để mà lựa chọn cách cho nó điều chỉnh để phối hợp với các cái thiết bị giống như là tiêu âm tán âm đấy, để cho nó phù hợp, cho nó xử lý không gian nó tốt hơn. Thì chúng ta có rất nhiều cách đó, nhưng mà nhiều bác đang làm cũng là hơi sai. Tại vì chẳng hạn như bác dán nhiều cái thiết bị tiêu âm quá đấy, thì thành ra là nó tiêu hết âm đi, vừa tối công suất mà vừa lại không đạt được độ hay. Nói chung là với những cái phòng khách thì đa phần thiết kế ra thì không phải để đủ karaoke đúng anh. Nên nếu như mà các bác muốn một cái phòng ok hơn thì các bác có thể sử dụng một là vật liệu tiêu âm và thứ hai là vật liệu tán âm. Nhưng mà có một cái chia sẻ thì các bác để chú ý hơn nhé. Nếu như khoảng cách từ tường, tức là cái vị trí loa đập thẳng vào tường này mà các bác ngồi nó dưới 2m thì các bác nên lựa chọn những vật liệu tiêu âm. Còn nếu như mà trên 2m thì bác có thể lựa chọn tiêu âm cũng được và tán âm cũng được. Đấy là một cái kinh nghiệm của bên em. Và cái thứ hai nữa như này, nhiều bác nghe ở trên mạng bảo là phòng là phải dán nhiều tiêu âm vào, nhiều tán âm vào, các bác mua hết bọt trứng các bác dán quanh phòng luôn. Thì như vậy nó sẽ gặp một tình trạng là gì ạ? Nó bị triệt âm quá nhiều luôn, dẫn đến việc là một là các bác phải tăng công suất trong không gian đó, bởi vì rõ ràng là bị tiêu âm rồi đúng không ạ? Thứ hai là gì ạ? Nó sẽ mất đi độ bóng bẩy, độ sắc của âm thanh. Đấy, nó sẽ làm cho âm nghe nó sẽ bị méo tiếng hơn các bác nhé. Nên là tiêu âm nhưng phải vừa vừa thôi, tức là dán nên dán ở cái điểm nào ấy đối diện thẳng với loa, hoặc là các bác có thể là sử dụng phương án là trải thảm nếu như các bác sử dụng sàn đá hoa. Đấy, nó sẽ làm cho âm thanh nghe hay hơn, ok hơn đúng không ạ? Yếu tố thứ ba ở đây đó là gì ạ? Đó chính là về cái nguồn phát nhạc. Nguồn phát thì em nghĩ là đối với những bác nào mà dùng đồ nghe nhạc rất là chú ý. Thế còn đối với đồ karaoke thì sao? Đồ karaoke thì chủ yếu các bác nghe nhạc trên YouTube thì khuyên các bác nên tích hợp thêm một bộ giải mã DAC DAC ấy. Thì nó sẽ giúp cho cái nhạc chúng ta được giải mã được chi tiết từ tận gốc hơn. Đó. Và đặc biệt thì tất nhiên rồi thì cái nguồn phát là chủ yếu là do cái tín hiệu ở trên các trang mạng người ta chia sẻ qua online, thì đó là tín hiệu digital. Khi mà mã hóa đi để mà giải mã ra tín hiệu analog để chúng ta sử dụng ấy, thì chúng ta cũng cần phải cái thiết bị giải mã nó tương đối để nó sẽ giúp cái âm thanh nguồn nhạc nó ok hơn. Đấy, những bác nào mà dân chuyên nghe nhạc ấy, thì đa phần các bác không có nhạc qua TV đâu. Đúng rồi. Các bác nghe nhạc qua đầu này, qua đĩa than này, qua CD đấy, thì cái chất lượng nhạc nó tốt nhất là qua USB và lựa chọn những bản nhạc chất lượng cao để nghe. Thì khi đó nó đưa vào những bộ âm thanh tiền tỷ của vài trăm triệu nó mới ra giá trị của nó đúng không? Đúng rồi. Đấy. Còn đồ karaoke thì nó dễ dàng hơn, nó công suất lớn hơn nên là nó sẽ không được chi tiết như là những cái bản những cái đồ nghe nhạc, nên là cái nguồn nhạc thì các bác cũng không cần thiết là phải quá chú trọng. Nhưng mà lưu ý là các bác có thể là sử dụng những cái bộ giải mã để giúp cái chất nhạc ra từ TV, từ YouTube nó tốt hơn. Đúng rồi. Rồi. Và còn đấy là yếu tố thứ ba nhỉ? Đúng rồi. Còn yếu tố cuối cùng đó là chính là một cái vấn đề mà căn chỉnh. Như anh Dũng là cái chỉnh vang số được mấy năm rồi? Cũng 5-6 năm rồi. Đấy, 5-6 năm rồi, người ta bảo là cái kinh nghiệm cũng khá nhiều đúng không? Thì anh có lời khuyên gì cho các bác về cái vấn đề thứ tư là vấn đề về căn chỉnh hệ thống như này? Thì về setup căn chỉnh hệ thống thì khuyên các bác nên lựa chọn những một số đơn vị uy tín, thứ hai nữa là có tay nghề cũng như là có thời gian công tác trong lĩnh vực âm thanh. Thì thứ nhất người ta sẽ có kinh nghiệm là trải nghiệm thực tế các cái sản phẩm, các thiết bị đó, từ thấp đến cao để phối ghép phù hợp với cái phối ghép và lựa chọn phù hợp thiết bị cho các bác. Thứ hai nữa là khi người ta đã có kinh nghiệm, ta lựa chọn được đó thì ta sẽ set up được cho các bác để đạt được cái hiệu quả cũng như là tư vấn được cho các bác cái không gian nhà bác làm sao nó phù hợp nhất rồi. Bởi vì như này các bạn, ngày xưa thì đa phần các bác sử dụng thiết bị âm thanh xử lý là analog, ví dụ như âm ly đi, các bác muốn chỉnh thì các bác ra các bác vặn phát là xong, hoặc là lọc xì đi đấy. Nhưng bây giờ thì sao, đa phần là các bác dùng vang số này, mixer dùng siêu số này, nên là nếu như mà để khai thác được tối đa cái bộ dàn đó thì phải cần những người mà đã qua
kinh nghiệm đã qua xử lý rồi thì mới ok được các bác nhé. Còn nếu như mà chúng ta chưa biết gì về những cái phần mềm này hoặc là một số những cái về EQ này mà bảo đi chỉnh vang thì chắc chắn là ra một chút âm mà nó không thể nghe được. Em cũng gặp rất nhiều bác sử dụng mà cũng gọi là biết một chút, nhưng mà khi mà setup ấy thì thường thường là để một trong một con vang số thì có rất nhiều các cái phần khác nhau. Đơn giản như là vang số ở karaoke đi, bây giờ các bác đang sử dụng rất nhiều thì nó có rất nhiều phần, nhiều tab khác nhau đấy, để mà phối ghép để nó cho nó được đều lại, hòa đồng lại thì nó cần phải có một kinh nghiệm là và một chút kiến thức. Nói chung là chuyên thì nó vẫn hơn, đúng không? Đấy. Anh em mình gọi là ăn ngủ để ngủ với con vang ấy rồi, nên là xử lý nó vẫn ok hơn, đúng không? Bác nào mà các bác ăn ngủ với cái gì thì các bác sẽ giỏi đấy thôi, đúng không? Rồi, okay. Ok. Và vừa rồi thì em vừa chia sẻ đến các bác những kiến thức mà bên em biết được về cái chủ đề trên, đúng không ạ? Và hy vọng là những bác nào mà có những cái ý kiến, đánh giá, nhận xét thì các bác để góp ý cho bên em bằng cách các bác để lại những ý kiến của các bác bằng cách các bác comment phía dưới. Cũng như là nếu như các bác có những ý tưởng làm video nó thú vị thì các bác hãy để lại những ý tưởng của các bác phía dưới, em sẽ tổng hợp lại và chia sẻ đến các bác trong một clip sớm nhất. Và bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip chia sẻ tiếp theo.